Hello everybody, welcome to my channel. Xin chào cả nhà, mình là Trinh. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Trinh Trần Cuộc Sống ở Đức. Cuộc sống thì vốn hối hả như dòng nước kia. Và con đường này thì hàng ngày Trinh vẫn đi qua, nhưng rất lâu rồi thì không có dịp ngồi lại hít thở thật sâu, nhìn thật xa và đi chậm lại để cảm nhận được cái cuộc sống xung quanh mình. Hôm nay Trinh xin mời cả nhà cùng khám phá cái cảnh vật xung quanh nơi Trinh đang sống, nghe nhạc và thư giãn nhé. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc.
Chào tạm biệt mọi người, mình là Trinh. Cả nhà nhớ bấm đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất khi Trinh ra video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.